Dạ Vương Mai chiếc chè bông xin chào quý cô chú anh chị nha. Cả nhà ơi, ngày hôm nay mới về cái lô mai con quấn rễ giá rất là rẻ cả nhà. Thì có 4.500 một cây rồi ha. Mà em ship từ 50 cây và chúng ta còn được tặng nữa cả nhà. 50 cây em tặng 3 cây. Và lô này phải nói là cây rất là cứng cáp mập mạp. Trời ơi cả nhà nhìn nè, cái da nó xù xù lên luôn, thấy em thấy cưng ghê cả nhà. Cái cổ thì rất là to, cái rễ thì rất là vàng cả nhà. Đây và cây nó lùn liền tầm khoảng 40 đến 50 cm thôi ha. Đây rễ cả nhà nó quấn đủ kiểu nhưng mà cái rễ này rất là to mấy anh chị nhìn nè. Đó, cái gốc cũng rất là to luôn ha. Và cây cái thoát thân của nó rất là thấp. Đây thoát thân rất là thấp cho nên nó là khi trồng á là cả nhà trồng tàn thông rất là dễ ha. Đó, cái lô này thì em bán có 4.500 một cây thôi cả nhà. Em ship từ 50 cây và loại này thì em không bao phí vận chuyển nha cả nhà. Ở đây cả nhà nhìn nè, cái da của nó nè. Nhìn nó già, nó vàng, nó rất là đã luôn ha. Cây này rất là ngon cả nhà, trồng ok lắm. Rồi 4.500 một cây thôi cả nhà ơi. Rồi tiếp tục hàng bên đây. Hàng bên đây thì cái lô này quấn rễ đẹp lắm. Bí là so đủ kiểu nè. Trời ơi nó tùm lum mắt hết trơn cả nhà ơi. Đó đây. Đó cả nhà nhìn ha. Đây, lô này rất là đẹp và lô này thì em bán với giá là 5.500 nha cả nhà. 5.500 một cây, em cũng ship từ 50 cây và lô này cũng rất là đẹp, là hàng mai dâm. Cái thấp thân cây này cũng là thấp rất là hấp và đặc biệt là bô lô này đế thì có bí và là so. Đó rồi, ai thích loại nào thì alo cho Vườn Mai có chiếc chè bông nha cả nhà ơi. Đây rồi, đi sâu vào bên đây thì chúng ta sẽ có cái hàng rễ bí không. Đó, bí bốn muối nha, bí bốn muối nha cả nhà. Đó, bí bốn muối. Và lô bí bốn muối này thì bên em có hai loại, một loại lớn và một loại nhỏ. Và loại này thì em bán với giá rất là rẻ, chỉ có 7.000 một cây thôi mấy anh chị ơi. Bốn muối nha, bốn muối. Đây đây cả nhà nhìn nè. Đó, rất là đẹp luôn hết cả nhà. Đó, đây cả nhà nhìn thấy rất là đẹp nha. Rồi đây thì lô này nó cao tầm khoảng 60 trở lên. À, giá là 7.000 một cây thôi nhé cả nhà. Rồi em có một cái loại bí bốn muối như thế này, nó cao từ 80cm cho đến 1m thì giá là 11.000 bao ship. Đó rồi, ai thích loại nào thì alo cho em nhé cả nhà ơi. Đó, bên em rất là nhiều loại mai ha. Hãy alo cho em qua hai số điện thoại em có để bên dưới nha cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi nha.